Chào các bác nha, em giới thiệu cái máy lọc không khí bù ẩm Panasonic này. Đó, em hướng dẫn sử dụng luôn nhé. Con máy này thì khá là đẹp, đời 2012. Công suất con này là 43W này. Rồi, em ngó lại phát làm đúng 43W không nào. Bốn ba watt các bác nhá, con này cực đẹp luôn, màu đen bóng luôn. Đây các bác nhìn này, thấy không ạ? Gần như là soi gương được luôn. Riêng cái dòng Panasonic thì nó có một cái màng than rất là thơm. Đây là cái màng HEPA này, màng HEPA em thay mới nhá các bác nhá. Đây, cái máy này thì phòng các bác khoảng tầm độ 35m² trở xuống thì dùng vô tư. Đây là cái màng than nhá. Đấy. Đó. Cái màng HEPA kia lắp vào đây. Nhưng mà vì em chưa bóc túi bóng ra cho nên em chưa lắp vào nhá. Em để cho các bác nào mua thì phải các bác bóc túi bóng các bác lắp sau. Đây là cái màng bù ẩm này. Đấy. Cái màng bù ẩm rất là đẹp nhá. Đánh xe rất là đẹp và sạch. Nước thì các bác đổ vào trong đây. Thì khi mà độ ẩm mà xuống thấp ấy, nhất là khi các bác sử dụng cái phòng điều hòa thì nó sẽ bù ẩm nhá. Con này gọi là con Panasonic. Khi mà tắt máy đi này các bác này thì cái mặt đằng trước này nó sẽ đóng lại. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Nó có hai cái thanh nâng, tay nâng nó đóng lại. Đó. Nó đóng kín này luôn, phẳng lì cái mặt này luôn. Màu đen rất là đẹp, soi gương được. Đây. Khi mình bật lên nhá. Đây nhá, các bác nhìn này. Cái bảng điều khiển nó nói. Đây, nút bật tắt đây, bật lên này. Các bác nhìn cái mặt nó nâng lên nhá. Nó sẽ nâng lên. Đó, từ từ nâng lên này. Và con này sẽ có hai cánh vẫy độc lập luôn. Bình thường như mọi loại khác thì hai cánh vẫy này nó sẽ cùng đảo theo một hướng. Nhưng mà đây nó sẽ có hai cái motor điều khiển hai cánh vẫy này riêng. Đấy, con này nó đang điều khiển là gió thổi về đằng trước và gió ở đây là sẽ hướng về đằng sau. Riêng cái dòng Bana là nó sẽ hút gió từ cái mặt trước. Đấy, bốn xung quanh của cái mặt này. Hút gió ở đây. Ở đây là có một cái đèn cảm biến bụi này. Đèn cảm biến bụi nhá. Khi nào mà nó sáng cả một dãy này luôn là đang bụi nhiều. Đây sẽ test cho các bác xem cái chức năng cảm biến bụi của nó nhá. Đây này. À, khi mình để ở chức năng lọc khí tự động ấy thì khi mà máy lọc đạt chuẩn rồi nhá. Tức là sạch bụi rồi ấy, thì máy sẽ tự động chạy nhỏ xuống như thế này. Khi có bụi này. Đó. Phải thêm cho nó tí bụi nữa nè. Đấy, máy đã chạy mạnh lên. Đấy các bác nhìn này. Ba cái đèn cảm biến bụi này. Máy đã chạy mạnh lên. Và đây cái đèn này nó báo sáng là báo bụi. Báo có cảm biến bụi nhá. Còn đây là cái đèn báo độ ẩm. Đấy, độ ẩm đang ở cái khoảng hơn 60%. Đó. Nó sáng ở cái đèn nào thì nó báo độ ẩm đang ở cái ngưỡng đó. Còn đây là các phím điều khiển này. Lúc này là ấn khóa trẻ em ấy, ấn giữ 3 giây nó sẽ lên thì mình sẽ không bấm được các nút khác. Các bác muốn sử dụng thì các bác lại phải ấn tắt nó đi. Đây là hẹn giờ tắt này, 2 tiếng, 4 tiếng nó sẽ tự tắt. Ở đây thì em dịch nó ra thì nó lại là cái chức năng làm sạch quần áo. Đấy, thì không hiểu chức năng này nó là cái chức năng gì. Làm sạch quần áo. Thường thường thì nó sẽ chạy trong vòng 1 tiếng ở đây. Đấy. Ở đây là bật Econavi, chức năng tiết kiệm điện Econavi ở đây. Thì các bác bật cũng được hoặc không bật cũng được. Còn ở đây nó có một cái đèn cảm biến ánh sáng này. Khi ở ban đêm nhá các bác tắt đèn đi ngủ rồi, đây em che đi này. Đấy. Thì cái đèn đằng trước, đèn ở trước đây này, nó sẽ tắt đi. Đấy, rất là hay. Thì ban đêm các bác sẽ không sợ có ánh sáng nó sáng ở cái đèn này nữa mà sẽ tắt đi. Đây là bật Eco thôi. Đây là bật Eco Navi này. Thì nó sẽ chạy tiết kiệm điện hơn. Cái này thì giống như điều khiển cánh vẫy thôi. Tức là điều khiển hai cánh vẫy này. Thì bình thường của nó sẽ để ở cái mức tự động đi. Còn thằng này điều chỉnh tốc độ gió. Đấy. Mạnh nhất này.
các bác cũng nên để ở mức tự động nhé. Nếu mà để mạnh nhất thế này ấy, thì lúc nào nó sẽ mạnh. Các bác cứ để ở tự động này thì khi mà có bụi nhiều thì nó sẽ chạy mạnh. Đấy, lọc sạch bụi rồi nó sẽ chạy nhỏ lại. Còn đây là cài đặt chức năng lọc không khí. Đấy, đây là lọc khí ở buồng này. Thì cái đèn này nháy là đang báo hết nước nhé. Đây em thử này. Đây em đăng cái phao nước lên xem nó như thế nào nhé. Để em lấy cái gì em nhét nó vào cho nó dễ. Tay nâng thì hơi khó. Tím để đổ nước cho em xem đã, tại vì có nhiều model, con này em chưa test thử cái chức năng này. Đó. Cái nút này thì sẽ có ba cái mức ở đây thôi, một cái là lọc khô, một cái là lọc khí bù ẩm đấy. Đây là tắt đi này, đấy. Thường thường thì cứ để hết ở chức năng tự động. Đấy, thế là ok. Này, máy còn khá đẹp. Thì đó, em sẽ test kỹ lại cái menu ở đây nhá, xem sao nhá, hay là cái phao nước nó chưa nhận. Đấy, đây là lọc khí bù ẩm rồi mà. Nó đang báo này là báo hết nước. Đấy, con này thì còn khá đẹp nhá. Đây con nhìn soi gương được. Cái này thì em đã đổi điện 220V rồi nhá. Bác nào mà quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Đây, khi tắt máy phát là các anh vậy đèn đóng hết lại này. Mặt này cũng đóng lại. Rồi, ok các bác nha.